Trong suốt quá trình mình mở hộp thì có thể các bạn sẽ nghĩ rằng oh, đây là mẫu laptop Lenovo Legion nữa. Đúng, đây là một mẫu laptop Lenovo Legion thật. Thế nhưng sẽ là Lenovo Legion 7 với mức giá cũng là đầu 7 thôi, nhưng là 79 triệu đồng. Vậy thì tại sao một mẫu laptop Lenovo lại có mức giá lại cao đến như vậy? Thì đầu tiên mình sẽ nói đến cái vấn đề hình thức bên ngoài. Mặc dù nhìn rất giống những dòng Lenovo Legion bình thường, nhưng đây là dòng cải tiến khi so với năm 2020. Thì cải tiến ở đâu? Mình bật máy lên, các bạn có thể nhìn thấy được luôn. Đó chính là nằm ở phần LED RGB, bây giờ nó xuất hiện cực kỳ nhiều rồi. Các bạn có thể thấy được trên bàn phím có LED RGB, đấy là một điều dĩ nhiên phải có trên những mẫu laptop đắt tiền như này. Ở dưới phần khung máy có LED RGB, cái này là một điều mà rất nhiều các mẫu laptop có được. Thế nhưng đây là một trong những mẫu laptop vô cùng đặc biệt, đó chính là về phần LED RGB xuất hiện ở ngay khu vực thoát gió. Bốn khe thoát gió đều có LED RGB. Khi mà mình nhìn cái thông số render ở trên hãng ấy, mình nhìn qua ấy, mình còn tưởng rằng cái hình ảnh này là do hãng thêm vào, hoặc là cái phần bàn phím được làm hở ra một chút để cái LED từ phần bàn phím nó chiếu xuống được cái khu vực thoát gió này. Nhưng thực tế ra khi mà mình sờ vào và mình nhìn trực tiếp vào bên trong thì thấy không phải như vậy. Ở bên trong đây có những bóng đèn LED RGB riêng biệt để có thể chiếu sáng được cho khu vực thoát gió. Mình không hiểu lắm cái ý nghĩa của cái khu vực này. Tuy nhiên thì việc có LED RGB ở đây, những cái khu vực mà gần như các bạn có thể nghĩ rằng là không bao giờ có, thế nhưng bây giờ lại có, kiểu cho chúng ta cảm giác thú vị. Còn cái vấn đề độ bền thì nó sẽ cần một khoảng thời gian tương đối dài để có thể kiểm nghiệm được, và các bạn sẽ chính là những người kiểm nghiệm được vấn đề đấy. Còn mình thì mình có những mẫu laptop này sớm thôi, mình đã có được có mấy hôm thôi, mình cũng chưa trải nghiệm được kỹ hết. Còn về phần cái liên quan tới 79 triệu đồng sẽ nằm ở phần cấu hình. Mình đánh giá rất cao những dòng Lenovo Legion năm nay, đó chính là được cải tiến liên quan đến phần cấu hình. CPU được trang bị bây giờ đã là CPU AMD Ryzen 9 5900HX. Trên mẫu laptop chúng ta sẽ có được một mẫu CPU có 8 nhân và 16 luồng xử lý 8 nhân trên mẫu laptop. Và cái mẫu CPU này sẽ đáp ứng được rất tốt những cái nhu cầu liên quan đến làm việc. Thì mình thì một chút nữa thì mình có test qua cho các bạn, thì thông số thì chúng ta để một chút nữa đi. Mình sẽ đến những thành phần khác, ví dụ kiểu RAM. RAM sẽ là 32GB với bus RAM rất cao là 3200, 1TB SSD, và đặc biệt đó chính là về phần đồ họa. Đồ họa sẽ là RTX 3080. Nếu như 3080 anh em mua lẻ bây giờ sẽ mức giá rơi khoảng chừng 50-60 triệu đồng, nhưng khi mà lên một mẫu laptop hoàn chỉnh đây, mức giá chỉ khoảng 79 triệu đồng mà thôi. Đồng ý một điều rằng cả đồ họa ở trên desktop khác với đồ họa ở trên laptop, nhưng mà mình vẫn lấy ra để ví dụ cho anh em, để anh em có thể biết được là cùng là RTX 3080 thì trên laptop sẽ có mức giá rẻ một chút. Dĩ nhiên là hãng như kiểu Lenovo này sẽ tối ưu lại một chút để sao cho phù hợp nhất đối với cái tối ưu của họ, thì cái đấy là lý do mà họ để tối ưu riêng thôi, cái này thì mình không thể biết được. Và để cung cấp điện được cho cái cấu hình nó mạnh mẽ như này thì cái vấn đề liên quan tới nguồn cũng phải được chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Bộ nguồn được sử dụng sẽ là bộ nguồn lên tận là 300W, thì cái vấn đề GPU sẽ ăn trung bình khoảng từ 115W tới 150W tùy từng điều kiện, và CPU sẽ ăn khoảng từ 10W cho tới 45W. Mặc dù là không thể nào tận dụng được full toàn bộ hiệu năng mà cấu hình này có thể mang lại, thế nhưng như vậy cũng để phù hợp để anh em có thể giải trí và chơi game rồi. Nếu như anh em chơi game thì CPU sẽ ăn ít điện đi và điện dồn trực tiếp cho vấn đề GPU. Còn nếu như anh em làm việc kiểu anh em render video thì khi đó CPU sẽ được bút điện để có thể hoạt động được một cách hiệu quả nhất. Thì đấy là cách tối ưu để cho một mẫu laptop vừa đảm bảo được vấn đề điện năng tiêu thụ, vừa đảm bảo được cái nhiệt năng tỏa ra là không quá lớn. Còn về mặt khi mà test qua trực tiếp thì sao? Thì với mẫu CPU cụ thể là Ryzen 9 đây thì điểm đơn nhân có thể đạt được là khoảng hơn 560 điểm. Thì với cái điểm số đơn nhân đạt được này thì mình thấy đến mức đơn nhân tương đối cao, thậm chí có thể so sánh được với điểm đơn nhân có ở trên những cái mẫu desktop thông thường, ví dụ như kiểu CPU Intel Core i9, thậm chí cái điểm đơn nhân này còn cao hơn thế. Còn cái điểm đa nhân mà mình đang thấy ở đây là rơi khoảng chừng 5200, thì mấy điểm đa nhân 5200 đây thì mình nghĩ là sẽ xem khi so với những cái mẫu gọi là CPU AMD Ryzen 7 ở trên desktop. Rồi, thì còn vấn đề liên quan đến GPU khi mà test thì sao? Thì nếu như bạn nào quan tâm đến điểm số thì điểm test gọi là Time Spy trên 3D Max thì điểm graphics sẽ đạt được khoảng 12.000 điểm. Đó, đấy là anh em quan điểm số thôi, bởi vì mình không có bất kỳ thêm một sản phẩm nào ở đây để có thể so sánh được. Về phần màn hình, dĩ nhiên cũng phải tương ứng với cấu hình. Độ phân giải sẽ là 2560x1600 và tỷ lệ sẽ là 1610. Đối với tỷ lệ 1610 ở đây thì cái phần quẹ độ giải đã được gọi là rộng ra để anh em có thể thao tác được. Thì
cái mà nhận biết rõ ràng nhất là khi anh em lướt web thì cái không gian sử dụng đã lớn rất nhiều. Còn khi chơi game thì hầu hết tất cả các tựa game mới nhất ở trên thị trường này đều hỗ trợ full các độ phân giải, anh em sẽ không phải lo lắng cái vấn đề xuất hiện rải đen. Cái rải đen trên dưới chỉ xuất hiện khi anh em xem những nội dung có 16:9 thì khi đấy thì dĩ nhiên rồi, bởi vì là màn hình 16:10 mà. Khi anh em xem video 16:9 thì sẽ xuất hiện hai dải đen hơi bé thôi, nó không quá nhiều đâu, không ảnh hưởng nhiều lắm tới vấn đề trải nghiệm ở trên và dưới. Cái này là điều anh em nên chấp nhận thôi, bởi vì là để chúng ta sẽ đánh đổi được cái không sử dụng được lớn hơn thì cái vấn đề đen ở trên dưới khi xem video là một chuyện hoàn toàn bình thường. Và trên cùng chúng ta sẽ có một cái webcam ở đây sẽ không có cái tấm gạt, bởi vì nếu mà tích hợp thêm tấm gạt thì cái phần chứa webcam này sẽ lùi lên một chút thì trông sẽ hơi thiếu thẩm mỹ một chút. Tuy nhiên vì đây là laptop của Lenovo, thế nên vấn đề bảo mật webcam cũng phải được lưu ý. Chúng ta sẽ có tùy chỉnh qua phần mềm Lenovo OneSec nếu như anh em lười, hoặc nếu như anh em kiểu thao tác trực tiếp muốn gạt tay thì chúng ta sẽ có một cái phím gạt, anh em chỉ cần gạt lên gạt xuống thì ngay lập tức camera sẽ mở ra hoặc đóng lại, sẽ đảm bảo tuyệt đối có vấn đề liên quan đến vấn đề bảo mật. Rồi, thì nhân tiện nói đến phần mềm Lenovo OneSec thì với phần mềm này anh em có thể điều chỉnh ở mạng này, nói chung là những cái thông số liên quan tới máy của anh em hoàn toàn có thể điều chỉnh thông qua phần mềm này. Còn khi mà anh em muốn đẩy cái chế độ hiệu năng cao mà khi anh em phải cắm sạc vào rồi nhé, muốn điều chỉnh các cái chế độ hiệu năng thì anh em sẽ dùng phím là function và Q, và cái vấn đề đèn ở trên cái nút nguồn này sẽ thay đổi, nếu sang màu đỏ thì sẽ chuyển sang chế độ turbo, tức là cái chế độ hiệu năng cao nhất. Và cái vấn đề liên quan quạt gió thì mình đã có vọc vạch một chút cái phần mềm Lenovo OneSec này thì mình không thấy được, đó chính là anh em có thể điều chỉnh gọi là thao tác trực tiếp bắt quạt hoạt động tối đa, mà khi anh em chuyển sang chế độ gọi là turbo ấy thì khi đấy quạt sẽ tùy chỉnh gọi là tự hoạt động có thể tối đa hoặc không để đảm bảo cho vấn đề độ ổn. Hiện tại đây thì mình đang gọi là để chế độ gọi là performance thôi, và cái chế độ quiet đấy, đèn led sẽ là đèn led màu trắng, thì anh em có thể nghe thấy không có bất kỳ một tiếng động nào diễn ra cả. Quạt gió khi mình sờ vào vẫn có, nhưng gió thổi ra là rất nhẹ và thổi ra là gió mát chứ không phải gió nóng. Thế nên anh em thấy được là cái vấn đề điều chỉnh được cái điện áp cho CPU và GPU đã thể hiện được cái hiệu quả ở đây. Và khi mà mình nhìn tiếp vào cái phần trải nghiệm đi, nó liên quan đến phần bàn phím. Bàn phím trên các mẫu laptop của Lenovo trước giờ làm rất tốt, đèn led RGB dĩ nhiên là rất đẹp. Thế nhưng mình thấy được hãng dường như đã tối ưu lại một chút, thì mình gõ bàn phím đây vẫn sướng khi so với những mẫu laptop khác. Thế nhưng cái hành trình phím đã nông hơn một chút khi so với thế hệ tiền nhiệm. Cái này sẽ phù hợp rất nhiều vào cái yếu tố trải nghiệm cá nhân, thế nên mình sẽ không nhận xét thêm, mình chỉ đưa ra những cái cảm nhận của mình thôi. Và trên bàn phím này anh em có thể điều chỉnh qua các phím function để có thể bật tắt led RGB nhanh nếu như anh em quan tâm. Còn về phần touchpad đã được nới rộng ra thêm 23% khi so với thế hệ tiền nhiệm, cảm giác di đa nhiệm là tương đối tốt, mà mặt touchpad này có được phủ kính thế nên khi anh em di cũng tương đối ổn. Còn phím chuột trái chuột phải thì ở đây anh em có thể bấm cho anh em nghe tiếng tạch, và kiểu nó cũng không sâu lắm đâu, nói chung là phù hợp để anh em có thể sử dụng nếu như anh em chẳng may mà đi ra ngoài mà quên cầm theo chuột. Và nhân tiện nói đến đấy thì chúng ta sẽ nói đến cái phần cổng kết nối. Thì cổng kết nối bây giờ đã được trang bị cực kỳ nhiều và đầy đủ, khi mà ở bên cạnh trái và cạnh phải sẽ là hai cổng USB Type-C, ở đằng sau chúng ta sẽ có ba cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C nữa hỗ trợ DisplayPort để anh em có thể xuất hình, một cổng HDMI và một cổng mạng LAN RJ45, dĩ nhiên không thể thiếu được đó chính là cổng nguồn để anh em có thể cắm vào. Rồi thì với gần đấy, cổng kết nối thì sẽ hướng tới sử dụng cho những cái người dùng nhiều những thiết bị hiện đại, bởi vì cổng USB Type-C bây giờ đã càng ngày càng gọi là thân thuộc hơn. Anh em sạc các cái cục sạc cũng qua cổng USB Type-C, anh em xuất màn hình cũng thông qua cổng USB Type-C, hoặc thậm chí một số những cái mẫu tai nghe bàn phím trên thị trường hiện nay đã chuyển sang sử dụng cổng USB Type-C rồi. Thì đó chính là cái điểm nổi bật trên cái mẫu laptop này mà có thể mang lại. Còn về phần nhìn tiếp lại phần màn hình đi, cái phần cạnh trên và cạnh dưới đã làm mỏng hơn được một chút rồi. Thì cái màn hình này như mình đã nói, đó chính là màn hình có cái độ phân giải tương đối cao, có thể nói là 2K plus đi, gọi là 2K cộng ấy. Thì cái màn hình này ngoài cái vấn đề chơi game là màn hình 165Hz ra, anh em chơi game rất tốt thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng để làm đồ họa khi mà cái chất lượng hiển thị được mình đánh giá là rất tốt. Và bên trong đây cũng đã tích hợp thêm một chút một vài cái phần mềm để các anh em có thể tự cân màu luôn, tức là cân màu lại theo những setting mà họ đã cài đặt cho anh em. Thì cái màn hình này có độ phủ màu lên đến 99% giải màu sRGB, 78% giải màu Adobe RGB, là một trong những cái thông số, những cái yếu tố cần để anh em có thể làm những cái vấn đề liên quan tới làm Photoshop, là Illustrator hoặc thậm chí là edit video hoàn toàn ổn. Cấu hình này mạnh như này mà chơi game, mỗi chơi game thì hơi phí một chút.
Rồi, vậy là đấy là những cái nhìn sơ bộ đầu tiên của mình về cái mẫu laptop này. Thì bây giờ thì mình test game cho anh em để anh em có thể thấy được là với cấu hình như này và chúng ta chơi game chuyển động phân giải 2K thì sẽ như thế nào nhé. Vậy thì với khoảng 79 triệu đồng bỏ ra cho mẫu laptop Lenovo Legion 7, các bạn sẽ nhận được những gì? Dĩ nhiên sẽ phải gần như là tuyệt vời nhất. Chúng ta sẽ có được một cấu hình rất tốt với CPU là AMD Ryzen 9 5900HX, một mẫu đồ họa RTX 3080, 1TB SSD, 32GB RAM, mẫu màn hình cũng có thể nói là cực kỳ tốt hoặc thậm chí là xuất sắc ở trong tầm giá 16 inch với độ phân giải là 2560x1600. 500 nit độ sáng, tấm nền IPS, 165Hz, hỗ trợ cả G-Sync lẫn FreeSync, cùng với đó là HDR. Nói chung là những cái gì mà tốt nhất trên mẫu màn hình của laptop thì Lenovo Legion 7 có thể làm được. Cùng với đó, anh em biết gì không? Một bộ quà tặng lên tới 7 triệu đồng, bao gồm, mình đang nhìn ở đây, đó chính là một bộ pin sạc tới từ Lenovo, một bộ tai nghe gaming, một áo hoodie, mặc dù là mùa hè nhưng mà các bạn vẫn được tặng áo hoodie, một mũ lưỡi chai và đồ Lenovo để anh em có thể đựng được cái mẫu laptop này. Quá nhiều những cái phần quà mà trong khi đó cái mức giá anh em bỏ ra là 79 triệu thôi, tức là vẫn còn lời đấy. Và nếu như anh em cảm thấy nhiều tiền và hoàn toàn có thể quất được em Lenovo Legion 7 này, hãy tới ngay tất cả những cái showroom bán mát để có thể zing ngay em nó về để sử dụng. Đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả để anh em có thể click vào. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.